Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 10 phút review. Trong tập trước, đám người Thạch Hạo tiến vào trong một tòa tiên thành chứa một cái động phủ tiên gia. Nơi đây, Thạch Hạo lần đầu gặp được Tiểu Thiên Giác Nghĩ, một trong thập hung mạnh nhất. Mọi người tiến vào đây đều mong muốn có được truyền thừa. Chỉ có điều, những ai có thể nâng được nguyên mẫu đỉnh thì mới có tư cách tiếp nhận. Lần lượt các thiên kiêu đều đã đến thử nhưng vẫn không tài nào nhấc lên nổi. Thạch Hạo thấy vậy thì cũng sôi máu chuẩn bị ra tay. Trong tập này, chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Tiếng kim loại lanh lảnh vang vọng, sau khi nắm chặt nguyên mẫu đỉnh thì Thạch Hạo chợt dùng sức lên, hắn hét lớn một tiếng, vận dụng tới sức lực cực đạo của thân thể, hoàn toàn khác xa dị vãng, thể hiện toàn bộ sức mạnh sau khi bản thân đã trải qua muôn vàn thử thách. Thân thể này trông thon gọn thế nhưng lại cường tráng vô cùng, cả người không ngừng phun trào tinh lực ngập trời. Mọi người trợn tròn mắt, nguyên mẫu đỉnh đã bị nhấc khỏi mặt đất. Sao có khả năng chứ? Chẳng lẽ nói kỷ nguyên này lại có người đã thông qua được một con đường kia rồi? Một lão binh rung giọng nói, binh khí của ta làm sao có thể lại bị người khác nhấc bổng lên trước thế này? Thiên Giác Nghĩ nhỏ vàng ống hét lớn, nói giật nảy cả người, cảm thấy như đang nhìn lầm. Lúc này tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, không ngờ Hoang lại khủng khiếp như thế. Mấy vị chí tôn trẻ tuổi đều thất bại, không cách nào lay chuyển được chiếc đỉnh này, thế nhưng hắn lại có thể nhấc bổng lên được. Rõ ràng hắn đã tỏa ra khí tức của một mạch tiên cổ ta, là đi con đường này, thế nhưng lại không hề dung hợp với một hạt giống nào cả. Vậy sao có thể tới mức độ này chứ? Một vị lão binh nói nhỏ, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Không thể, con đường kia không một ai có thể đi thông được, là một con đường cụt. Lẽ ra nên đoạn tuyệt toàn bộ hy vọng của mọi người mới đúng. Ánh mắt của một vị lão binh này lấy lên vẻ lạnh lẽo âm trầm. Các vị tiền bối đã đoán đúng rồi đó, huynh đệ của ta rất mạnh, đã giẫm nát cái gọi là con đường cụt mà các vị vừa nói, đồng thời cũng là thành công vượt qua những lớp người đi trước. Tà Mập hả hê, lộ vẻ đầy vinh quang tựa như là chính bản thân mình đã thành công vậy. Ngươi lấy thân làm hạt giống, nối liền con đường cụt, xông qua được cửa ải chắc chắn phải chết. Một vị lão bên trợn tròn cặp mắt, quả thật không cách nào tin vào những gì mình nghe thấy. May mắn nên đã thành công, Thạch Hạo gật đầu, nhất thời mấy lão binh đều hóa đá không thốt lên được lời nào. Lúc này đầu của Thạch Hạo tràn ngập mồ hôi, chiếc đỉnh này quá nặng ép cho hai tay của hắn muốn gãy lìa, cả ngọn núi đá đều hóa tả ra tiên vụ và nhẹ nhẹ rung động theo. Nhanh đặt xuống đi, người rất giỏi, đã đạt yêu cầu rồi. Vị bảo vệ tiên thành hấp tấp nói, như sợ Thạch Hạo phải chịu đựng trọng lượng quá lớn của chiếc đỉnh mà bị thương. Thạch Hạo hạ chiếc đỉnh này xuống, lập tức cả ngọn núi chợt rung bần bật tựa như sinh ra động đất vậy. Hắn cảm thấy hai tay hơi tê dại và có chút đau nhói. Hắn không thể không cảm thán, bộ tộc Thiên Giác Nghĩ quá biến thái mà, có thể dùng thứ nặng nề này làm binh khí, người thường có thể cầm nổi ư? Ngay cả người mạnh mẽ như hắn cũng chỉ hơi nhấc lên chứ chẳng thể nào sử dụng tùy ý được, nếu dùng làm binh khí thì không thực tế chút nào. Vị lão bên này bổ sung, kỳ thật ngươi cũng rất kinh người đó, thậm chí có thể gọi là vàng dội cổ kim, bởi vì ngươi chưa thực sự rèn đúc qua thể xác, không phải là luyện thể sĩ chân chính. Nếu như ngươi đi tới con đường kia, chắc chắn đã có thể sánh vai cùng Thiên Giác Nghĩ, thậm chí còn có thể chiếm được thượng phong. Bên cạnh Kiến Vàng nhỏ không thích nghe nên nói, cái gì vậy, chỉ là một tên nhân loại mà thôi thì làm sao có thể sánh ngang với chúng ta chứ, chờ sau khi ta trưởng thành thì nhất định sẽ xoay tròn chiếc đỉnh này, xem đó như là một món đồ chơi cho coi. Tiểu Kim, người là độc nhất vô nhị, sức mạnh tương lai sẽ vượt qua các đời tiên hiền, nhưng nhân loại này không đơn giản đâu, hắn cũng sức mạnh, chưa chắc sẽ yếu hơn các ngươi đâu, vị lão binh nói. Nghe được sự đánh giá cao này thì tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, không ngờ lại đặt Hoang với trình độ cao như thế, sánh ngang cùng với Thi Nhát Nghĩ, một trong thập hung. Ta cũng đã học qua một vài thuật rèn thể rồi, Thạch Hạo sửa lại câu nói của vị này, cũng không phải là không có đi qua con đường này. Ồ, ngươi học pháp môn gì? Vị lão binh này kinh ngạc nói. Trì cốt pháp, Thạch Hạo nói, đây là do đại trưởng lão truyền cho hắn, thứ này bắt nguồn từ thánh viện, phần tiếp theo thì cần phải tới đó để tìm kiếm. Chưa từng nghe nói qua, có thể nói sơ lược qua được không? Vị lão binh này chẳng hề khách sáo gì cả, cứ thế đưa ra yêu cầu này. Nên biết, bất kỳ công pháp nào cũng rất quý giá, làm sao dễ dàng truyền cho người khác được. Thế nhưng Thạch Hạo cũng chẳng có chút do dự, âm thầm đưa ra thần thức và nói cho hắn biết. Cũng không tệ lắm, nhưng vẫn chưa ổn. Đây là kinh pháp được trích dẫn từ trong Bất Diệt Kinh, hoàn toàn không thể sánh được cùng với bộ chân kinh kia được, vị lão bên này nói. Cái gì? Ông biết Bất Diệt Kinh? Thạch Hạo chưa mở lời thì bên cạnh đã có người gấp gáp hỏi. Có thể nói Bất Diệt Kinh là một trong những kinh văn mạnh nhất ở thời tiên cổ, mà ở trên phương diện rèn thể thì lại là bảo điển vô thượng không thể vượt qua, một vị lão bên nói. Bất Diệt Kinh ở đâu vậy ạ? Thạch Hạo hỏi, hắn rất động lòng, cảm thấy bản thân rất cần thứ này. Ngay cả những người khác ánh mắt cũng trở nên hừng hực, dù cho bọn họ không phải luyện thể sĩ đi chăng nữa, nhưng rèn luyện thân thể cũng là chuyện nên làm. Biến mất rồi, lão binh thở dài, mọi người ngạc nhiên, khơi dậy sự hứng thú của mọi người, rồi lại đưa ra một đáp án như vậy, đúng là làm cho người khác thất vọng. Lão binh nói, năm đó đại nhân Thiên Giác Nghĩ cũng chỉ có thể nhấc bổng chiếc đỉnh này mà thôi. Nhưng sau khi tu luyện qua bộ Bất Diệt Kinh này, thì lúc còn trẻ đã có thể xoay chuyển chiếc đỉnh này, xem nó tự như là một cây trì gỗ vậy, sức lực cái thế. Vì lẽ đó nên bọn họ mới tán thành cho Thạch Hạo, có thể nâng lên được chiếc đỉnh này thì có ý nghĩa rằng hoàn toàn giống với Thiên Giác Nghĩ lúc chưa học qua Bất Diệt Kinh, không hề phân cao thấp. Nhất định không có biến mất, tương lai ta còn muốn học nữa mà, bên cạnh Kiến Vàng nhỏ kêu la.
Chúng ta đã tìm khắp cả tòa thành này mà chẳng hề thấy được bộ bất diệt kinh mà đại nhân Thiên Giác Nghĩ từng chiếm được đâu cả. Đúng là làm cho người khác không cam lòng và tiếc nuối mà, lão Binh nói. Tất cả mọi người đều cảm thấy mất mát. Một bộ kinh thư quan trọng là thế mà lại thất truyền, quá đáng tiếc mà. Dựa theo những gì chúng ta tính toán thì phương hướng của bất diệt kinh cũng chỉ có 3 khả năng. Một là ở đây, muốn để lại cho đời sau của Thiên Giác Nghĩ, chờ sau khi nó trưởng thành tới trình độ nhất định thì mới có thể xuất hiện. Hai là bị thất lạc ở trên chiến trường đầy thê thảm kia. Năm xưa đại nhân Thiết Giác Nghĩ đã chinh chiến tới mức trời long đất lở. Khi chém giết rất nhiều bất hủ thì bản thân cũng gánh lấy thương thế rất nghiêm trọng và chảy sạch máu huyết của mình, cho nên rất nhiều thứ trên người đã bị rơi rớt thất lạc. Ba là nằm trong một khu vực cấm nào đó trong cửu thiên thập địa này, lão Binh trịnh trọng nói. Ba khả năng rất khó có thể xác định, nhưng trước mắt lại có một cơ hội. Nếu như được để lại ở nơi này, những lão Binh này không tìm được thì không có nghĩa là những người khác không tìm được. Bọn họ đều là những người ngoại lai, nếu như có cơ duyên đủ tốt thì có thể làm cho bộ kinh này xuất hiện. Thạch Hạo đã thông qua thử thách vậy, tiền bối sẽ tặng thưởng gì cho hắn thế? Mặt của Tào Vũ Sinh rất dày, vào thẳng vấn đề. Được phép tiến vào trong động phủ của đại nhân Thiên Giác Nghĩ, nếu như ngươi có thể tìm thấy được bất diệt kinh thì đó là vận may của ngươi, lão Binh cân nhắc nói. Lời hứa hẹn này làm cho rất nhiều người ước ao, dẫn tới việc bàn tán rất sôi nổi. Thế nhưng đại đa số đều hiểu được, đây là cơ duyên mà Hoang đã dựa vào chính năng lực của mình đoạt lấy. Ta có thể dẫn vài người theo không? Thạch Hạo hỏi. Không được, lão Binh nghiêm túc từ chối. Động phủ ở nơi nào? Là ở dưới chân ngọn Tiên Sơn bọn họ đang đứng đây ư? Nơi đây có tổng cộng 9 ngọn núi, mỗi ngọn đều bốc lên tiên khí, như vậy tương ứng với 9 động phủ lớn, cũng không biết bên trong cất giấu những thứ gì. Xin hãy rời khỏi ngọn Tiên Sơn này, tất cả mọi người không được dừng nghỉ ở nơi đây, một lão Binh lên tiếng, đồng thời dẫn mọi người xuống núi. Tuy rằng không cho phép các người tiến vào động phủ của đại nhân Thiên Giác Nghĩ, thế nhưng trong thành vẫn còn những nơi khác có thảo dược thần thạch ở phía bên ngoài, các chỗ ấy mọi người đều có thể dựa vào cơ duyên để thu lấy, lão Binh quay đầu nói. Khi nghe được những lời này thì Thạch Hạo không nói hai lời xoay người rời đi, lập tức mọi người đều ngẩn ra. Thạch Hạo hóa thành một vệt sáng chạy về phía con đường dẫn vào thành. Có không ít người hiểu ra liền vội vàng đuổi theo, ngay cả đám tiên tử như Lam Tiên, Lữ Hồng tới từ thế gia Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Bọn họ biết rằng hắn muốn làm gì cho nên nhanh chóng theo sau. Dẫn hồn liên! Tào Vũ Sinh hét lên một tiếng rồi cũng theo mọi người chạy vội xuống. Lúc vào thành bọn họ từng nhìn thấy được một cái ao, bên trong có 3 cây thần dược có thể tẩm bổ nguyên thần của người khác, giúp lớn mạnh hồn phách của người dùng, là bảo dược khi thế. Đáng ghét, người muốn hủy đi nơi tắm rửa của ta hả? Kiến vàng nhỏ hét lớn, nó xuyên thủng hư không, lưu lại một vệt bóng mờ màu vàng, nó đang đuổi theo. Thạch Hạo dốc toàn bộ sức lực, sau lưng giang rộng cặp cánh côn bằng lượn lờ đầy tia điện, đồng thời bảo thuật lôi đế để triển khai, tốc độ vô cùng nhanh. Hắn là người đầu tiên chạy tới cho nên giơ tay chụp về trước. Phía sau có Chí Tôn trẻ tuổi ra tay công kích ngăn cản, nếu như là thần dược khác thì cũng thôi, thế nhưng lại đây là dưỡng hồn liên, có tác dụng vô cùng lớn với bọn họ. Dù sao trong nguyên thần bị người đánh tan, nhưng nếu có thể ăn thứ này vào đúng lúc thì có thể tụ hợp tái tạo lại thần thức đã tản ra kia, quả là đoạt lấy tạo hóa thiên địa. Nếu như nắm được một cây thì tương đương với nhiều hơn một mạng. Đại Tu Đà quát lớn một tiếng, một người không sân si như hắn cũng ra tay tranh cướp. Đạo âm được truyền thừa từ một mạch tiên tăng cổ đại, tựa như thiên lôi diệt thế vậy. Vị trí Thạch Hạo hư không nổ tung, thi thoảng có thể thấy được nơi ấy xuất hiện kim thân của một vị cổ tăng cao 1.6 trượng, được ngưng tụ từ phù văn trấn áp tất cả. Nhưng Thạch Hạo cũng chẳng hề sợ hãi, thân thể hắn chẳng hề tổn hại gì. Sau khi động thiên duy nhất được tạo ra, hắn đứng ở bên trong vầng thần quang sáng chói thì vạn pháp bất xâm. Cùng lúc đó hắn cũng triển khai phản kích, động thiên duy nhất nén ép lại hóa thành một cây cực điểm rồi chợt nổ tung, không ngừng quét tán về 4 phương 8 hướng. Một mảnh sáng ngời tựa như dải ngân hà nổ tung nhắm về phía Đại Tu Đà, đây tựa như là ngân hà đang cuộn ngược lại, muôn hình vạn trạng, hùng dũng kinh người, làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Đại Tu Đà hét lớn, đồng thời tay nắm pháp ấn, thân thể bắt đầu phản ứng lại. Hắn tựa như là một người tu hành khổ hạnh chợt giác ngộ thành tiên tăng, bất chợt ngồi xếp bằng xuống. Thạch Hạo đẩy lui được hắn thì tức tốc động thủ hái đi 3 cây dưỡng hồn liên này. Hắn ra tay cực kỳ nhanh, 3 tiếng phốc 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 vang lên và hái xuống toàn bộ, đồng thời cũng phong ấn chúng vào trong dụng cụ bằng ngọc. Hắn không hề thương tổn tới gốc rễ, vẫn để chúng ở nơi đó, bởi vì thứ này quá hiếm hoi, không được làm tổn hại tới sức sống của gốc rễ được. Những chí tôn trẻ tuổi không cam lòng nên có người xuất thủ. Từng vệt ánh sáng xanh trói mắt lao tới, chúng đều là những mũi tên, mỗi một mũi dài tới 10 dặm, to lớn kinh người. Chúng đâm nát mây trời, phá tan hư không, nhanh chóng lao tới nhắm thẳng vào Thạch Hạo. Đây là thần tiễn, là chân lý thiên địa được cường giả hư đạo cảm ngộ và hiểu ra, ngưng tụ thành thần tiễn kinh thế. Lực sát thương khiếp người, một vài cường giả thiên thần đứng ở ngoài chiến trường khi thấy cảnh này thì thần sắc trở nên ngây dại, bởi vì mũi tên này không cách nào chống đỡ được, có thể giết hàng loạt nhân vật cấp hư đạo. Các ngươi cũng nên động thủ đi, giam cầm hắn lại, đoạt lấy dưỡng hồn liên, làm tiền truyền âm cho những vị trí tôn trẻ tuổi khác. Có vài người xuất thủ, phóng ra thần quang hình thành nên màn ánh sáng khủng khiếp che kín cả bầu trời, tiếp đó là áp mạnh xuống về phía Thạch Hạo. Muốn hình thành nên một cái sông sền không gian, giam cầm hắn lại. Tất cả mọi người đều kinh sợ, các trí tôn trẻ tuổi cùng nhau liên thủ hòng trấn áp Thạch Hạo. Việc này phát sinh quá đột ngột. Lúc này vài vị lão Binh thờ ơ đứng nhìn, đều không có ý muốn xuất thủ, chỉ lặng lặng đứng quan sát mà thôi.
tia điện ngập trời, ánh điện hừng hực tựa như chân long uốn lượn, từng tia nhấn chìm lấy Thạch Hạo. Đây là dị tượng chứ cũng không phải là do hắn sử dụng bảo thuật lôi đế. Lúc này trong cơ thể của hắn xuất hiện từng cánh cửa, những cánh cửa đó bắt đầu mở hé ra, ánh sáng trong suốt lưu chuyển. Tiếp đó hắn tạo ra động thiên duy nhất, đồng thời miệng tụng chân kinh, vận chuyển nguyên thủy chân giải và hình thành nên phù văn đầy khủng khiếp. Còn có gì thì cứ việc triển khai hết đi, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Từng chiếc thần tiễn màu xanh dài tới 10 dặm đầy khủng khiếp xuyên thủng trời cao, toàn bộ đều bắn thẳng về phía phụ cận của Thạch Hạo. Thế nhưng tất cả đều bị ngăn cản ở bên ngoài động thiên. Đồng thời những mũi tên to lớn này sau khi tiến tới và cách động thiên khoảng một tấc thì chợt gãy nát, tiếp đó là nổ tung, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Động thiên duy nhất, cốt văn nguyên thủy chân giải, thánh quang tuôn ra từ trong cơ thể, ba thứ cùng kết hợp lại với nhau và hóa giải hàng loạt công kích, vạn pháp không thể tới gần được. Mọi người nghe dài trợn tròn cặp mắt, dù cho mấy chí tôn trẻ tuổi cũng hoảng sợ, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Người này quá đáng sợ, chỉ trong chớp mắt Thạch Hạo đã biến mất chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa. Tiếp đó là thần mang bạo nổ đầy kinh thiên động địa, bởi vì hắn chợt xuất hiện ở bên cạnh mấy vị chí tôn trẻ tuổi này và không ngừng xuất thủ. Tất cả mọi người ngơ ngác, ngông cuồng bá đạo cỡ nào chứ, một người lại dám xông thẳng vào trong đám chí tôn và lấy cứng trọi cứng với bọn họ, lấy một địch nhiều. Sau mấy chục lần giao thủ thì đôi bên tách nhau ra, Thạch Hạo nghênh ngang rời đi, chạy về phía động phủ của Thiên Giác Nghĩ. Còn mấy người kia cũng không hề có ngăn cản gì, ai cũng biết nếu tiếp tục thì cũng không có ý nghĩ rằng dưỡng hồn liên chắc chắn không thể đòi lại được. Đáng ghét, phá ảo tắm của ta, nếm lấy một quyền của ta. Trong hư không chợt xuất hiện một điểm vàng nhỏ xíu, tiếp đó là nắm đấm tựa như mặt trời đập thẳng về phía Thạch Hạo. Âm thanh va chạm vang vọng, một bóng hình bị đánh bay về phía chân trời. Đi kèm theo đó chính là âm thanh xa dần, kiến nhỏ bị Thạch Hạo dùng quyền tiếp quyền và đánh bay về xa. Ha ha ha, Tà Vũ Sinh cười ha hả không thôi, cảm thấy như đã xả được cơn tức giận hô lớn. Nhóc con, cảm thấy thế nào hả? Cố gắng tỉnh táo hơn một chút nhé. Bề mặt của chính ngọn tiên sơn đều có rất nhiều cửa động, tựa như là một cái tổ ong vậy. Tầng làng tiên vụ không ngừng tản ra khiến cho nơi ấy mờ ảo, sương trắng lượn lờ, dồi dào khí tượng tiên đạo. Thạch Hạo được một vài lão binh dẫn tới nơi này, mà những người khác cũng lại đây, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn chứ không thể tiếp tục tiến lên nữa, bởi vì phía trước chính là vị trí động phủ của đại nhân Thiên Giác Nghĩ. Các ngươi chia nhau mà dùng, giúp lớn mạnh nguyên thần. Thạch Hạo xoay người đưa hai hộp ngọc cho đám Trường Cung Diễn và Tà Vũ Sinh. Bên trong có hai cây dưỡng hồn liên là thần dược hiếm có, hắn lưu lại cho mình một cây, giữ lại phòng hời cho mai sau. Hiện giờ nếu cứ thế nhai nuốt gốc dược liệu này để tẩm bổ nguyên thần của mình thì ý nghĩ cũng không lớn lắm, bởi vì trước đây hắn đã từng dùng qua nên sớm đã sinh ra sự đề kháng. Thạch Hạo xoay người bước vào trong động phủ này. Đây là nơi nghỉ chân của đại nhân Thiên Giác Nghĩ, là một địa cung cổ xưa vô cùng trọng yếu. A, à, đáng ghét, người đứng lại cho ta. Kiến vàng nhỏ từ trên trời lao tới là hét. Ngươi thì tài ba cỡ nào chứ, lại còn dám bắt nạt ta khi ta chưa trưởng thành ư? Chờ thêm vài năm nữa sẽ tái chiến. Còn nữa, đừng bước vào cửa nhà ta. Thạch Hạo khẽ mỉm cười nói. Không phục thì hãy ở bên cạnh tao, bất cứ lúc nào cũng có thể tranh tài, có gan thì lại đây đi. Nhóc con, ngươi chớ có chọc ta. Được, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Kiến vàng nhỏ hầm hừ trong hư không rồi nhanh chóng lao tới. Mọi người than thở ước ao, thế nhưng lại không thể làm gì được. Trong mắt mọi người, Thiên Giác Nghĩ nhỏ màu vàng này tuy rằng có hung danh, thế nhưng khi đối mặt với hoàng thì tựa như là một con thỏi trắng vô cùng thuần khiết, lại muốn lọt vào tay hắn rồi. Trong ngọn núi đá tựa như là một mê cung khổng lồ, không cách nào đếm được những động cổ nối liền với nhau, tiến vào trong rất là dễ lạc đường. Thành Hạo và Kiến nhỏ lanh quanh bên trong đủ một ngày một đêm mới đi hết toàn bộ, thế nhưng vẫn không hề thấy Bất Diệt Kinh. Bất quá bên trong cũng có không ít tiên vật quý báu nhưng rất khó mang đi được, nó nặng tựa như trời cao vậy. Mày là con của Thiên Giác Nghĩ mà cũng không biết Bất Diệt Kinh có tồn tại hay không à, không biết nó được giấu ở đâu? Thạch Hạo hỏi. Ta nếu mà biết thì đã sớm luyện rồi, Kiến nhỏ bực mình nói. Rất nhanh nó liền trừng to cặp mắt đầy vẻ sợ sệt, lầu bầu nói. Còn có một chỗ, ngươi có dám đi với ta không? Nơi sâu trong động phủ có một con đường cổ xưa dẫn tới một vách đá. Kiến vàng nhỏ sau khi tới nơi thì dùng chiếc sừng vàng còn chưa mọc ra chạm nhẹ vào bề mặt vách đá. Lúc này vách đá từ từ sinh ra phản ứng và nứt ra một cánh cửa. Đây là nơi nào? Khi Thạch Hạo vừa mới cất bước vào trong thì chợt kinh sợ, lông tóc dựng đứng, bởi vì trên mặt đất có những vết máu cùng với lông chim vảy thú. Đứng ở nơi này, thân thể của hắn tự như ép nát, không cách nào khống chế được và muốn giải thể. Rất nhanh thì hắn hiểu đây là máu, lông cánh và vảy của nhân vật vô thượng. Đồng thời hắn nhìn thấy được một chiếc chân của con kiến, trong vẻ vàng óng là hoa văn đầy phức tạp, tự như có thể ép nát đất trời. Tiếp đó hắn lại càng khiếp sợ hơn, hắn nhìn thấy được lông cánh sừng lạ, máu huyết đỏ, màu sắc cũng càng nhiều hơn. Những thứ này khiến cho cơ thể hắn nứt toác và muốn nổ tung. Cuối cùng hắn nhìn thấy được một cái đầu kiến rực rỡ ánh vàng, tự như là một vầng thái dương to lớn nằm ngay nơi đó. Đại nhân Thiên Giác Nghĩ, Thạch Hạo thất thanh la lên. Đây là nơi nào? Là tuyệt địa cuối cùng mà đại nhân Thiên Giác Nghĩ đồng quy vu tận tới đông đảo cường địch ư? Thạch Hạo sợ cả tóc gáy, hắn nhìn về dòng máu vàng trên mặt đất, lại nhìn những vảy giáp, lông chim sừng dài hơn nơi xa xa thì tâm thần càng thêm rung động hơn. Trận chiến năm xưa quá khốc liệt mà, lại giết tới mức này, là kết cục đồng quy vu tận ư? Nè, vẻ mặt của ngươi là ý gì đó hả? Ba của ta lại thảm như vậy ư? Bên cạnh kiến vàng nhỏ không vừa lòng nói. Còn cái gì mà chẳng ra gì thế hả? Nhìn thấy tiền bối chết ở đây mà chẳng cảm thấy đau buồn à? Thạch Hạo duỗi ra hai ngón tay rồi kẹp nhấc nó lên. Kiến vàng nhỏ tức giận giãy giụa.
Nếu là những người khác thì làm sao có thể kẹp và nhấc nó lên dễ dàng như vậy chứ? Nó trông nhỏ thế nhưng sức lực lại mạnh vô cùng, làm như vậy có thể lập tức bẻ gãy hai ngón của bọn họ. Hiện giờ nó lại bị Thạch Hạo cầm chặt không cách nào thoát ra được, vô cùng khó xử. Buông ta ra, nếu đó là thi thể của ba ta thì tại sao ta không đau buồn chứ? Kiến vàng nhỏ la hét. Thạch Hạo sững sờ thả nó xuống. Kiến vàng nhỏ tức giận vung vung nắm đấm, kết quả gió mạnh vù vù, hư không xé rách, chỉ nơi vung múa nắm đấm mà đã có uy thế như vậy rồi, quá kinh người. Đây chỉ là lớp vỏ mà ba ta lột xác mà thôi, chứ không phải là chân thân. Kiến vàng nhỏ phì phò nói. Đây không phải là chân thân Thiên Giác Nghĩ, vậy vị đại nhân kia đâu? Thạch Hạo hỏi. Chết rồi, hình thần đều diệt, không còn tồn tại nữa. Kiến vàng nhỏ chẳng hề khóc lóc, chẳng hề đau thương, có thì cũng chỉ là vẻ thất thần cùng với sự nặng nề mà thôi. Theo như lời nói của nó, một mình Thiên Giác Nghĩ đã ngăn cản rất nhiều cự địch, lấy một địch nhiều, đánh đầu thắng đó, chém giết với nhân vật cao cấp nhất của đối phương. Cuối cùng, dù cho có thể một mình đánh giết rất nhiều nhân vật đỉnh cấp của dị vật, thế nhưng bản thân cũng dính phải thương thế quá nặng và rơi vào trong vực sâu của tử vong. Trước khi hắn mất đi sức chiến đấu thì đã kéo theo đủ nhiều cự địch đi theo. Vị đại nhân này thật đáng kính trọng, cuối cùng cũng phải chết trận, Thanh Hạo than nhẹ. Ông với tấm thân tàn phế ấy đã không có chết ngay mà vẫn gắng gượng tới tận thời kỳ đầu của kỷ nguyên này, sau đó mới hóa thành máu và bụi. Kiến vàng nhỏ nói, việc này làm Thanh Hạo giật mình, đại nhân Thiên Giác Nghĩ lại có thể kiên trì tới tận kỷ nguyên này. Nhưng Thiên Giác Nghĩ lại rất thảm thương, lúc chết rất là bi thảm, không phải quy tiên ngay mà trước hóa thành máu mủ rồi sau đó thiêu đốt và trở thành tro tàn. Là sự chịu tội tới cỡ nào chứ? Chủ yếu là thương thế của ông ta quá nặng, những thương tổn năm xưa đã không thể nào xoay chuyển được, bởi vì đã bị những nhân vật mạnh mẽ nhất của dị vật đánh phá những nơi quan trọng cùng với nguyên thần. Đáng thương, đáng tiếc, Thiên Giác Nghĩ thân thể không một ai có thể sánh được, sức lực vô cùng lớn, sau cùng dù là hình thể cũng không thể lưu lại được. Từ truyền thuyết về Bất Diệt Kinh có thể thấy được, hắn vẫn chưa tu tới cảnh giới đại viên mãn, nếu không sẽ không kết thúc như vậy. Kỳ thật, ông có thể sống lâu hơn chút nữa, sẽ không đau khổ khi chết như vậy, chủ yếu là vì ông cứu ta, nước mắt của kiến vàng nhỏ chợt lan dài. Tuy rằng không gào khóc, thế nhưng loại bi thương này càng thảm thiết hơn, nó vô cùng đau đớn. Năm đó mẫu thân của nó cũng chết trận, mấy huynh đệ tỷ muội cũng bị giết chết, còn nó thì đang được mẫu thân mang thai trong bụng và gặp phải một đòn chí mạng. Bộ tộc Thiên Giác Nghĩ hoàn toàn khác với những loài kiến khác, các phương thức thai nghén sinh trưởng hoàn toàn khác. Nếu không có sự nghịch thiên của Thiên Giác Nghĩ thì nó không thể không sống được, sớm đã trở thành tro bụi rồi. Dù vậy cũng chính vì thế nên ba của nó mới tiêu hao tinh nguyên cuối cùng của mình, giúp nó nghịch thiên cải mệnh và ấp nở nó ra. Vậy mày đã gặp được ông chưa? Thành Hạo hỏi. Chưa. Trước khi ta thực sự xuất thế thì ông đã chết rồi, đã hóa thành máu mủ, đốt cháy thành tro. Những chuyện này đều do mấy vị lão bên kia nói cho ta biết. Kiến vàng nhỏ lau đi nước mắt. Thành Hạo không biết an ủi ra sao cả. Tình cảm của cha mẹ thật là vĩ đại. Dù cho không có gặp mặt được đứa con của chính mình, thế nhưng Thiên Giác Nghĩ đã làm được đủ nhiều. Dùng tinh huyết của bản thân để phục sinh con mình, không cần phải thấy mặt trước lúc lâm chung. Đồng thời Thành Hạo cũng có chút nghi hoặc. Nếu như Thiên Giác Nghĩ sống tới tận kỷ nguyên này, thì vì sao không lưu lại Bất Diệt Kinh? Hắn nói ra sự hoài nghi của mình. Lúc này kiến vàng nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một lát nói, khả năng chỉ có một nguyên nhân, ta vẫn chưa đủ mạnh, vẫn không thể nào tu nhận được truyền thừa. Tiếp đó Thạch Hạo cùng với kiến nhỏ tìm kiếm xung quanh, muốn tìm ra những manh mối về thứ này. Bất Diệt Kinh có sức mê hoặc quá kinh người, dù là Thạch Hạo cũng không cách nào giữ được lòng mình một cách bình thường. Ở nơi này Thạch Hạo cố nén lại cơn đau nhất của thân thể, máu tươi đầm đìa, bị khí thế ở nơi này áp chế, hắn không thể không thán phục. Chỉ là lớp lột xác của Thiên Giác Nghĩ thôi mà đã như vậy rồi, nếu như bản thể ở nơi đây thì sẽ khủng khiếp tới mức nào. Không thấy Bất Diệt Kinh nên Thạch Hạo cảm thấy chẳng chút đạo lý nào. Đại nhân Thiên Giác Nghĩ sao lại không quan tâm con mình chứ, sẽ lưu lại kinh văn chứ? Hay là chờ tới khi ta trưởng thành, khi thực lực đủ mạnh thì mới có thể mở ra phong ấn nào đó và sẽ nhìn thấy được chân kinh? Kiến vàng nhỏ nói. Không còn thời gian nữa, mày sinh ra quá muộn. Nếu không có chuyện bất ngờ gì thì nhân mã của dị vật chuẩn bị tiến hành rồi. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiến lên đỉnh cao nhất của sự mạnh mẽ, Thạch Hạo nói. Nhắc tới dị vật, khi con mắt của kiến nhỏ chợt đỏ bừng tới đáng sợ, phụ thân của nó, mẫu thân của nó cùng với các tỷ tỷ huynh trưởng của nó đều chết trận, cừu hận quá lớn. Mày có thể thi triển một loại thủ đoạn nào đó giúp mình trở nên mạnh mẽ, tiếp đó kích thích xem thử có gì không, Thanh Hạo đề xuất. Cũng từng thử qua rồi, thế nhưng nếu cưỡng ép vận dụng sức mạnh không phải hiện giờ của ta thì sẽ chết ngay, hơn nữa sẽ vô cùng đáng sợ. Dù là những lão bên kia cũng không thể tiếp cận chỗ này, không người nào có thể tới gần, ta ở trong trạng thái không ý thức đó sẽ không thể nào biết được đang phát sinh chuyện gì, kiến nhỏ ủ rũ. Không sao, mày cứ thử một lần đi, ta bảo vệ cho, Thanh Hạo nói. Không được, ngươi sẽ bị xé nát, mạnh như Chí Tôn cũng không thể, rất nguy hiểm. Những lão bên kia đã trở thành con rối nên thực lực không bằng trước kia, ngay cả bọn họ mà cũng không chịu nổi nữa là. Chân thân của tao sẽ rút đi, sẽ để lại một tia thần thức và bám vào một khối chí bảo, hẳn là không vấn đề gì đâu, Thanh Hạo kiên trì nói. Hắn lấy vạn linh đồ trong nguyên thủy chân giải ra, khúc xương này trắng loáng. Năm xưa chính khúc xương này đã có thể ngăn cản được chiếc sừng có khả năng là của Thiên Giác Nghĩ từ trong tay Chích Tiên. Cuối cùng sau một phen thương lượng thì chân thân của Thạch Hạo rút đi, một tia nguyên thần bám lên trên vạn linh đồ và thủ ở nơi này.
Hai mắt của kiến nhỏ đỏ bừng, thân thể tỏa sáng, ánh vàng bốc cháy. Tiếp đó là thân thể bắt đầu bành trướng lên. Một tiếng gào lớn kinh thiên động địa. Thành Hạo bên trên vạn linh đồ chợt ngây dại. Kiến nhỏ vốn lớn tầm hạt đậu, thế nhưng lúc này chợt sinh ra biến hóa vô cùng khủng khiếp. Một giây nó hóa thành ngọn núi cao lớn vàng óng, tự như là một thần sơn thái cổ trấn áp ở nơi này, khí tức tăng mạnh. Thời khắc này hai mắt của nó đỏ bừng, hoàn toàn trở nên điên cuồng, không ngừng gào thét, phóng thích ra khí tức độc nhất của thiên giác nghĩ cùng với thần lực đầy bạo ngược. Một lát sau, đầu lâu cùng với lớp lột xác trên đất bắt đầu run rẩy, tiếp đó là phóng ra khí tức bất hủ bao phủ lấy càn khôn. Giờ phút này những hài cốt, huyết dịch, lông chim trên mặt đất chợt nổ tung và vỡ vụn, không cách nào ngăn cản được. Thành Hạo ngay người, đây là luồng sức mạnh khủng khiếp thế nào, nên biết đều là dị vật tiên đạo, ấy vậy mà lúc này cũng đều phải vỡ nát. Lớp lột xác của thiên giác nghĩ tỏa ra gần sóng vàng ống, nó cũng chẳng hề gây tổn thương gì với kiến nhỏ, thế nhưng những thứ khác lại không được may mắn như vậy. Vạn linh đồ tỏa ra ánh sáng bảo vệ tiên nguyên thần của Thạch Hạo, bảo đảm hắn bất diệt. Đúng lúc hắn nhìn thấy được một màn kinh người, lớp lột xác đầu lâu của thiên giác nghĩ chợt xuất hiện một bóng người trung niên, từ từ tiến bước lên không trung. Hắn cao lớn thần võ, một mái tóc hoàng kim buông xõa, ánh mắt sắc bén cùng với gương mặt lạnh lùng. Lòng tóc của Thạch Hạo đều dựng đứng, cảm thấy thân thể không cách nào di chuyển được, gần như bị ép cho nghẹt thở. Dù được vạn linh đồ bảo vệ đi nữa thì toàn bộ thần thức như bị giam cấm nơi đó. Nhân vật này đáng sợ tới mức nào chứ? Hắn khả năng chính là thiên giác nghĩ hóa thành hình người. Không thể không nói, người trung niên này quá oai hùng, có một loại khí thôn sơn hà, có khí phách duy ngã độc tôn cả cửu thiên thập địa, thân thể tráng kiện, tóc vàng rậm rạp, óng ánh khiếp người. Lúc này kiến nhỏ trở nên điên cuồng, không ngừng gào thét, nó mất đi ý chí vốn có, không hề hay biết người thân nhất của mình. Người trung niên này đứng ở trong hư không, xung quanh hiện lên vô số tinh vật, tự như là một vũ trụ cổ xưa đang bao quanh lấy hắn, và hắn đứng ở vị trí trung tâm. Ngàn tỷ năm trước ta đã gặp được ngươi. Đúng lúc này thì người đàn ông trung niên này mở miệng. Cái gì? Thanh Hạo thất thanh la lên, chuyện này sao có khả năng chứ? Nếu chưa hề gặp mặt, tự tiện xông vào đây thì ngươi làm sao có thể yên ổn ở đây được chứ? Thiên giác nghĩ bình tĩnh nói đầy uy nghiêm, chấn động tâm hồn. Đã từng thấy, đây quả như là đang nằm mơ giữa ban ngày vậy, làm sao có khả năng chứ? Quá hoang đường mà. Một bên sống ở ngàn tỷ năm trước, một bên thì đang sống ở hiện tại, cách nhau hơn cả một kỷ nguyên thì làm sao gặp mặt được? Nhưng đây là một trong thập hung, đã từng là một trong những trường sinh giả mạnh mẽ nhất, thân phận tôn quý không thể nói đùa. Việc này rất mâu thuẫn, trong lúc nhất thời Thanh Hạo lâm vào cảnh thất thần, không biết có nên tin vào những gì mình nghe thấy hay không. Hắn rất không rõ trong khoảng thời gian đã xảy ra biến cố gì đó ư. Ở bên cạnh kiến nhỏ vàng rất dài, và lúc này nó đã không còn nhỏ bé nữa mà tự như núi lớn, toàn thân vàng óng, mỗi lần quặn mình là động tĩnh cực lớn như buông đánh nát hư không. Đáng tiếc nó không hề biết dấu ấn của ba ruột mình cũng đang hiện ra, không cách nào đối mặt được. Lúc này nó trở nên điên cuồng và hoàn toàn mất đi ý chí. Mái tóc của người trung niên màu vàng này buông xõa tới tận eo, dần dần ánh mắt của hắn trở nên ôn hòa khi nhìn về thiên giác nghĩ con, hoàn toàn khác với khí chất của một cường giả cái thế nên có, không còn chút khí thôn sơn hà nào nữa. Đây là tình thân, là sự yêu thương khi nhìn thấy đứa con của mình, là một mặt nhu hòa của thiên giác nghĩ vô địch, của bá chủ, của quân vương một đời. Ta biết rồi, Thành Hạo lên tiếng, hắn như thông suốt được một vài việc. Bởi vì hắn nhớ tới một chuyện xưa vào 3 năm trước, lúc tìm cơ duyên ở chiến trường tiên gia, một dòng sông dài vắt ngang, một vị bá chủ ở vạn năm trước từng vượt qua dòng sông này và nhìn thấy hắn. Nếu không phải có một cô gái mặc áo trắng chợt xuất hiện và đẩy lùi cổ tổ của dị vật, thì như vậy Thành Hạo hơn phân nửa đã gặp ngươi rồi. Cô gái ấy đứng ở nơi rất xa, phong hoa tuyệt đại, gây ấn tượng vô cùng sâu sắc với Thành Hạo. Đáng tiếc chính là không cách nào có thể nhìn rõ được hình dáng, duy nhất chỉ có một chiếc mặt nạ quỷ là có thể phân rõ thân phận của nàng, nhưng cũng không biết được. Nếu như hai người này từng đứng sừng sững trên dòng sông thời gian và nhìn xuống vạn cổ, thì như vậy thì giác nghĩ hơn nữa cũng nhìn được thấy hắn. Bởi vì nếu luận về thực lực thì thiên giác nghĩ chắc chắn là một trong những nhân vật mạnh nhất ở niên đại đó. Nói riêng về thân thể thì là đệ nhất, ngạo thị quần hùng, đánh đầu thắng đó. Tiền bối đã nhìn thấy tương lai và đã thấy ta, Thanh Hạo hỏi. Ngươi cũng chẳng phải là kẻ hiền lành gì, thiên giác nghĩ nói rồi xoay người nhìn hắn. Trong đôi mắt vàng óng hiện lên cảnh tượng rơi rụng của một nhật nguyệt tinh thần, rất nhiều sinh linh tiên đạo bị chém giết, đó là hình ảnh của những thế giới lớn sụp đổ và hóa thành cửu thiên thập địa. Trong nhất thời, Thạch Hạo cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ phả thẳng vào mặt. Hắn tựa như đưa thân vào những năm cuối của tiên cổ, bị xé rách cùng với tinh hệ, sụp đổ cùng với thế giới, héo tàn cùng với vạn vật. Phút chốc, hắn nhìn thấy được một tiêu kiếm tuyệt thế. Nó có màu xanh, không hề có ánh sáng lộng lẫy, thế nhưng lại có thể xuyên thủng cả vũ trụ ngay tức khắc. Tiếp đó, nơi mi tâm của hắn truyền tới cơn đau nhất. A, Thành Hạo hét lớn một tiếng, cảm thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo, cả người ướt đẫm mồ hôi, lông tơ dựng thẳng. Một lát sau thì hắn liền hiểu đó chính là những gì đại nhân thiên giác nghĩ đã trải qua. Lúc hắn chiến đấu thì đã bị người khác giết như thế, một kiếm xuyên thủng mi tâm, máu nhuộm cả tinh không. Việc này là đang truyền cho Thành Hạo một loại tin tức nào đó, để hắn phải cẩn thận với kẻ địch mạnh mẽ vô thường kia. Tên kia vẫn còn sống, thiên giác nghĩ nói. Lời này làm cho Thành Hạo càng chắc chắn hơn, đối phương đang nhắc nhở hắn, nói cho hắn biết địch thủ trong tương lai sẽ đáng sợ như thế nào. Một lát sau, trong con ngươi của thiên giác nghĩ chợt xuất hiện một bóng người màu đen, bàn tay lớn che kín trời cao và bao trùm cả thương vũ. Thành Hạo cảm thấy như nghẹt thở, như bị giam cầm trong giây lát, không cách nào động đậy được. Hả? Hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, cực kỳ rõ ràng. Là người kia, một vị bá chủ nhìn xuống vạn cổ từng ở phía thượng du dòng sông thời gian ngóng nhìn, là người muốn tiêu diệt hắn, thế nhưng về sau lại bị cô gái mặc áo đen trắng đẩy lui. Đây cũng là cảnh ngộ mà thiên giác nghĩ gặp phải, từng bị người này cuốn lấy.
Một luồng thần mang kinh thiên xé rách cả vĩnh hằng, phá tan cả vũ trụ lớn. Đó là một cây thương, mũi thương vàng óng đâm đến như muốn kích nứt thần hồn của người đối diện, như muốn trọc mù con mắt của người nhìn. Đây là cao thủ tuyệt thế thứ ba của dị vật xuất thủ. Một thương này cực kỳ nhanh, đồng thời thế tới như bẻ gãy cành cây khô, không cách nào ngăn cản nổi. Vụt, máu tươi tung tóe, Thanh Hạo cảm thấy lồng ngực của mình bị đâm nhói. Tiếp đó là xương cốt toàn thân gãy nát, toàn bộ kinh mạch bị phá tan. Tiếp đó là sát khí cuộn thẳng về phía linh hồn. Một thương này phá diệt cả thế giới lớn. Rõ ràng đây là những cảnh tượng và những việc mà Thiên Giác Nghĩ đã trải qua. Đi kèm một thương này là tiếng gào thét của Thiên Giác Nghĩ. Rất nhiều hành tinh trong tinh không rơi rụng lả chả, còn có cả những phản kích đầy kịch liệt chống đỡ với cựu địch. Thế giới cũ đã bị hủy, hóa thành cửu thiên thập địa, có không ít liên quan tới trận chiến này, Thanh Hạo cảm thán. Tiếp đó hắn cảm thấy mi mắt tối sầm lại, tựa như bị ngất đi. Thanh Hạo biết đó là do Thiên Giác Nghĩ đã bị thương quá nặng nên đã rời khỏi chiến trường, và bản thân hắn cũng dần lui khỏi cảm giác này. Ta đã giết vô số địch, chém giết từng thứ được gọi là bất hủ kia, thế nhưng ba sinh linh này vô cùng đáng sợ, bọn họ đều còn sống cả, Thiên Giác Nghĩ nói. Vậy đây chính là những sinh linh đáng sợ nhất của thế giới bờ bên kia, còn có người nào lợi hại hơn được không? Thiên Giác Nghĩ không biết, sau trận chiến đó hắn đã tàn phế, vốn là nhân vật ngất trời, vô địch cái thế, nhưng lại bị hạ gục trong trận chiến tận thế này. Ta có thể thấy được hình bóng của mình thời còn trẻ ngay ở trên người của ngươi, theo đuổi cực đạo, muốn là mạnh nhất, nếu như ngươi cũng thuộc bộ tộc Thiên Giác Nghĩ thì ta sẽ càng cao hứng hơn nữa, Thiên Giác Nghĩ nói. Tiền bối, người đã nhìn thấy gì vậy ạ? Thạch Hạo hỏi, rất muốn biết tương lai sẽ như thế nào. Ta vì muốn nhìn thấy đứa con của mình cho nên mới nhìn thấy được ngươi. Nó đi cùng với ngươi trải qua cuộc huyết chiến, ngọn lửa chiến tranh đã đốt cháy cả cửu trùng thiên. Ánh mắt của Thiên Giác Nghĩ tựa như ngọn lửa lớn, với khí tức ép người, với phong thái khí thôn sơn hà tựa như năm kia, muốn dấn thân vào trong chiến trường. Đáng tiếc hắn chỉ còn lại chút tàn hồn mà thôi. Kết quả ra sao? Thấy không rõ lắm, Thiên Giác Nghĩ lắc lắc đầu. Sao lại không thấy rõ chứ? Thanh Hạo không tin. Đại chiến sẽ không quá lâu nữa đâu. Cuộc chiến này còn đáng sợ hơn cả những gì chúng ta từng trải qua. Phạm vi của nó quá rộng, thật sự ta hoàn toàn không nghĩ tới được. Có vài thứ sẽ xuất hiện nữa, Thiên Giác Nghĩ nói. Thanh Hạo khiếp sợ, đại chiến trong tương lai còn có những thứ khác nữa ư? Chuyện này làm người khác không rét mà run. Cửu thiên thập địa còn có con đường sống nào nữa? Thời đại tối tăm nhất từ trước tới nay muốn tới rồi. Nó còn khủng khiếp hơn cả những gì mà chúng ta gặp phải. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ngươi có sợ không? Thiên Giác Nghĩ quát lớn. Sợ gì chứ? Ngay cả thứ kia cũng còn không biết thì có gì mà sợ? Cứ tới đây đi. Thanh Hạo hùng hùng nói, nếu như có một ngày không một ai có thể giúp đỡ ngươi, toàn bộ đất trời này đều đã bị giết tới mức chẳng còn âm thanh gì nữa, chỉ còn có khuất phục, vậy ngươi có còn dám chống lại nữa không? Dám, Thanh Hạo không chút do dự nói. Cả thế gian mênh mông này chỉ còn mỗi mình ngươi đầy cô độc, một mình ngươi với một chiến trường, một mình ngươi rỉ máu chinh chiến từ một kẻ thanh niên tới trung niên, rồi lại tới lão niên thê lương, tinh lực khô cạn, mãi cho tới tận khi ngọn lửa sinh mệnh chập chờn. Vậy ngươi có còn có thể chiến đấu nữa không? Thiên Giác Nghĩ hỏi. Ngươi thấy những thứ này ư? Đây là cuộc đời của ta à? Thanh Hạo bình tĩnh hỏi. Ta cũng chỉ hỏi bậy hỏi bạ mà thôi, Thiên Giác Nghĩ nói. Những người khác thì như thế nào? Tại sao chỉ còn sót lại mỗi mình ta thế? Thanh Hạo lớn tiếng hỏi. Ta thấy được hai kết cục, nhưng chỉ một mình ngươi ở trong đó, Thiên Giác Nghĩ nói. Mạnh mẽ như hắn cũng cảm thấy vô cùng phức tạp khi nhìn thiếu niên trước mặt này. Chưa bao giờ hắn nghĩ tới một người lại phải đối mặt với toàn bộ địch thủ sẽ còn đáng sợ hơn cả kỷ nguyên của bọn hắn. Kết cục chỉ có một, không thể có hai, Thanh Hạo nói. Bởi vì những gì ta thấy cũng không có chân thật, có một vài thứ trùng lập mơ hồ, đó là hai phần hình ảnh, còn có những người khác nữa, và cũng có cả ngươi. Ta chỉ có thể phán đoán đó là hai kết cục, Thiên Giác Nghĩ thật thà nói. Ta không tin về tương lai mà lúc này đã nhìn trộm được, ta chỉ tin chắc với đôi nắm đấm của ta sẽ đánh nên một vùng tương lai, mở ra một càn khôn đầy sáng sủa. Thanh Hạo nắm chặt hai nắm đấm, giọng nói vô cùng kiên định. Ta muốn bất diệt kinh. Cuối cùng Thanh Hạo chỉ nói một lời như vậy. Dám nói như vậy với Thiên Giác Nghĩ, lại nói thẳng ra yêu cầu về bộ kinh văn này, thật sự cũng chẳng có mấy ai, nhưng hắn lại rất bình thản nói trắng ra. Được, ta sẽ chỉ cho ngươi biết nơi cần tới để lấy. Thiên Giác Nghĩ đau đớn đáp ứng, bởi vì hắn nhìn thấy được một góc của tương lai, thấy được loại đại thế kia, nó quá đáng sợ, trận tranh đấu quá kịch liệt. Hắn hy vọng trong vùng thế giới này sẽ có người có thể quật khởi, có thể đi phân cao thấp và sẽ giành được phần thắng. Chính là sự tàn khốc của tương lai mà Thiên Giác Nghĩ lại vừa ý với Thạch Hạo nên muốn đào tạo hắn, chính vì thế sẽ không lãng phí thời gian và cũng chẳng hề khách sáo làm gì. Thiên Giác Nghĩ điểm ra một chỉ, một đám dấu ấn và đi kèm là cảnh tượng của những ngôi sao nổ tung, tiếp đó là vọt thẳng vào trong mi tâm của Thạch Hạo. Năm xưa ta từng luyện khí pháp môn này, cuối cùng vẫn không cách nào viên mãn được, rất có thể là bởi vì môn kinh văn này không được hoàn chỉnh. Ta hy vọng sau khi ngươi tới nơi đó thì có thể mang đi được bản cổ kinh này, đừng nên để lại sự tiếc nuối như ta đã từng, Thiên Giác Nghĩ nhắc nhở. Tiền bối, có cần lay tỉnh nó lại và nói chuyện vài lời không? Thanh Hạo bình tĩnh lại tâm tình rồi nói với Thiên Giác Nghĩ, đồng thời nhìn về phía con trai của ông ta. Không cần, ta đã chết, giờ cũng chỉ là tàn niệm mà thôi, hà tất lại làm cho nó thêm đau lòng. Con của ta không cần thiết phải mềm lòng, ta cũng muốn nó phải đầu đội trời chân đạp đất, một thân một mình hiên ngang đứng ở nơi đó, tương lai có thể dựa vào bản thân để đẩy lên cả vùng trời. Thiên Giác Nghĩ từ chối, quyết đoán chẳng chút tình người. Thạch Hạo chỉ biết im lặng. Đây chính là một vị bá chủ, tính cách của một nhân vật trí cao luôn rất nghiêm khắc, cay nghiệt tới mức làm cho người khác khó mà tiếp nhận được. Tạm biệt. Sau lần này có thể sẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa. Thiên Giác Nghĩ dứt lời thì hóa thành một chùm ánh sáng vàng tiến vào trong đầu lâu lột xác kia.
Đầu lâu kiến màu vàng mờ ảo, đồng thời xuất hiện rất nhiều vết rách bé nhỏ, không biết còn có thể tồn tại bao lâu nữa. Việc này làm cho Thành Hạo chấn động trong lòng. Vì tồn tại cực đạo này từng nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, vậy sao lại lưu lại một tàn niệm như vậy chứ? Chẳng lẽ còn có tâm nguyện nào đó và không muốn bị nó dập tắt ư? Trong lòng hắn rung lên bần bật, ánh mắt lấp lánh và yên lặng suy tư, tiếp đó là chợt ngẩng đầu nhìn lên. Nên tỉnh lại rồi đó, hắn hét lớn một tiếng muốn đánh thức kiến nhỏ màu vàng. Còn kiến vàng tựa như núi lớn, cặp mắt là một màu đỏ tươi, thần trí mơ hồ lạc lối, nó không ngừng giãy giụa như muốn hủy diệt vạn vật, phá tan toàn bộ sinh cơ. Ồ, có chút phiền phức, Thành Hạo nhíu mày, bởi vì đây không phải là chân thân của hắn, mà chỉ là dấu vết nguyên thần mà thôi, rất khó có thể phát huy được uy thế sẵn có. Bịch, chân thân của Thành Hạo vọt tới, lần này hắn nắm thật chặt quyền ấn, triển khai pháp môn cân bằng, trấn áp kiến nhỏ, đều là sức mạnh của thập hung. Trong lúc giao thủ đầy kịch liệt này thì con quái vật khổng lồ đã bị Thạch Hạo áp chế và ghi chặt ở bên dưới. Tiếp đó hắn toàn lực luyện hóa làm cho kiến nhỏ gầm nhẹ và không ngừng thu nhỏ lại, khôi phục lại thân thể ban đầu. Ta bị sao thế? Ngươi đang tri triển bất diệt kinh đó à? Nó tỉnh táo lại. Có một chút, thế nhưng không phải ở nơi này, cần phải ra ngoài tìm kiếm. Mày có muốn theo tao không? Thạch Hạo hỏi, không hề đề cập tới phụ thân của nó, không muốn nó càng thêm thương cảm hơn. Muốn lừa ta đi ra ngoài với ngươi chứ gì? Cặp mắt của kiến vàng nhỏ to lớn có thần, bộ mặt lắm la lắm lét. Đi hay không là tùy mày thôi. Thạch Hạo xoay người rời đi. Chờ chút, có phải ngươi đã biết được tung tích của bất diệt kinh không? Ta có thể nói cho ngươi biết, đó là kinh thư gia truyền của ta, ngươi không thể độc chiếm được. Kiến vàng nhỏ kêu lên. Vậy thì theo tao, lẽ nào sợ tao hại mày à? Thạch Hạo cười nói. Được, ta sẽ đi ra ngoài với ngươi, đi tới nơi được gọi là phồn hoa kia, nhìn thử sự kỳ diệu của kỷ nguyên này, nếu không khả năng sẽ bị hủy diệt mất, kiến nhỏ nói. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập hôm nay rồi, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận thông báo cho tập sau nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.